Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sau thời gian về phép Việt Nam và tôi sang phép trở lại cho đến bây giờ chắc là gần một tháng rồi mới đứng trước mặt anh chị em để giảng lời Đức Chúa Trời tại Hội Thánh này. Thực sự mà nói, anh chị em rất là đáng yêu. Khi mà đi xa đó mới thấy nhớ như thế nào. Khi mà đi xa mới thấy quan trọng chúng ta được ở gần nhau ra làm sao. Và vậy cho nên hỡi những con cái Đức Chúa Trời ngồi tại đây, bạn có thể chưa đánh giá được cái người ngồi bên cạnh của bạn quan trọng như thế nào, thì bạn ơi, hãy quay sang người bên cạnh nói rằng bạn rất là quan trọng cho tôi. Hallelujah. Amen. Vừa rồi có một người tác giả nổi tiếng đã đến thăm Việt Nam. Ông ta đã viết một quyển sách gọi là quyển sách Thế Giới Phẳng. Mới thêm 2 chương mới trong quyển sách đó. Quyển sách này là quyển sách được gọi là hàng hot nhất hiện nay trên thế giới, được dịch ra rất nhiều các thứ tiếng khác nhau. Nếu bạn có cơ hội, hãy tìm quyển sách đó mà đọc, Thế Giới Phẳng. Và trong Thế Giới Phẳng đó, dạy con người chúng ta sống không thể độc lập khỏi nhau được. Nếu bạn hiểu được Thế Giới Phẳng, bạn sẽ thấy rằng khi hiệp nhất lại có sức mạnh cực kỳ lớn. Có nhiều người chỉ trích Tổng thống Barack Obama: Nga đã ăn đứt miếng đất Crimea mà ông chỉ đưa ra sắc lệnh với 25 người quan chức tại Nga và Ukraine. Người ta nói rằng sao mà không dám ký mạnh tay hơn à, không dám làm gì đó cho nước Nga. Bạn ơi, nhưng chúng ta đang sống trong thế giới thế kỷ 21, người ta gọi là thế giới phẳng. 30 năm trước, để nhập một lô hàng áo gió từ Việt Nam, bạn viết một lá thư mất khoảng 2 tuần mới về được tới nơi. Còn bây giờ với thế giới phẳng, chỉ cần sau chưa đầy 2 giây ở nhà biết hàng nào có thể bán được, hàng nào không. Cái đó gọi là thế giới phẳng. Chưa đầy 2 tuần, nước Nga đã mất 60 tỷ đô la chỉ vì đó là kết quả của thế giới phẳng. Mọi người hiểu không? Thật ra khi chúng ta hiểu được vấn đề bạn và tôi đang sống trong một kỷ nguyên khác với 100 năm về trước, thì chúng ta không sống ích kỷ cho bản thân nữa. Bạn đang sống trong một thế giới mà hiện tại chúng ta cần phải hiểu, chúng ta cần bên cạnh nhau. Khi làm việc đồng đội quan trọng và sức mạnh như thế nào? Khi bạn làm việc đồng đội, bạn sẽ hạn chế tối đa điểm yếu của bạn và tăng tối đa sức mạnh của bạn. Trong thế giới phẳng, con người sống không còn cái tôi nữa. Chỉ cần một con người kết hợp với những người khác làm đảo lộn toàn bộ thế giới này theo nghĩa cả tốt và xấu nữa. Một nhân vật người Mỹ mà bây giờ đang bị truy lùng có tên là Snowden. Người ta tưởng con người đó không làm được gì à? Một cá nhân đấy anh chị em, mà thay đổi toàn bộ chính trị của thế giới này. Biết bao nhiêu bí mật ông ta bung ra, mà bây giờ cả nước Mỹ và Liên hiệp Âu Châu phải thay đổi lại hệ thống chống khủng bố, bởi vì một con người nhờ sức mạnh của thế giới phẳng mà làm đảo điên cả thế giới này được anh chị em. Đó là, bạn có thể hiểu xấu hay tốt, đó là việc của bạn. Nhưng tôi đang nói một cái ý nghĩa khác về một thế giới mà bạn và tôi đang sống. Đừng bao giờ nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ này. Đừng bao giờ cho phép mình nghĩ rằng mình là cái rốn của thế giới này. Tất cả mọi người phải tập trung vào bạn, không? Hãy quay sang người lân cận nói rằng bạn rất là quan trọng cho tôi. Hallelujah. Người khôn và thông minh, người khôn ngoan cần phải hiểu rằng bất cứ một ai mà sống bên cạnh bạn đều cần cho bạn, kể cả đó là một người quét rác, kể cả đó là một người lái xe ôm. Kinh nghiệm sống của con người đó trong lĩnh vực mà anh ta đã vượt qua giúp ích cho bạn nhiều lắm, dù bạn trong túi có cả 1 triệu đô. Bởi vậy cho nên mỗi một người trong chúng ta tại đây đều cần những người khác. Bạn có điểm yếu, dù bạn có 9 phân giỏi đi chăng nữa, thì bạn vẫn còn có một điểm nào đó cần sự giúp đỡ của người khác. Amen anh chị em.
tôi muốn hỏi có ai tại đây mà phụt một cái chui ra khỏi lòng mẹ của bạn giống như Tôn Ngựa Không, mà không cần bà mù đỡ không? Dù bạn có là ai đi chăng nữa sau này thì bạn vẫn cần một người bà hay mẹ để mang nặng, đẻ đau và đỡ bạn, cắt rốn cho bạn. Dù bạn có là một trong bao nhiêu vị hảo hán lương sơn thì khi bạn chết vẫn cần bốn người khiêng bạn ra đồng đào lỗ chôn bạn. Không một ai từ ra đời, cũng không ai từ bỏ cái đời này, kể cả tự tử vẫn có ai đó kéo xác xuống để mà đem chôn hộ. Bởi vậy cho nên anh chị em, bắt đầu đời và kết thúc cuộc đời của tôi và bạn dạy chúng ta một bài học: hãy khiêm nhường, cần tới người khác. Amen. Khi bạn cần như vậy thì bạn hiểu được thế nào là thế giới phẳng. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chúng ta cần có nhau lắm. Và cái đó là cái mà tại sao hội thánh chúng ta phải thay đổi tâm trí mình trước khi hội thánh có hơn 1.000 người tại đây. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay thay mặt hội thánh chúc mừng hết thảy những người làm mẹ. Người ta chúc mừng dành riêng một ngày hôm nay. Thế giới Tây Âu gọi là ngày của những bà mẹ. Còn thế giới sao chủ nghĩa ngày xưa đó dành ngày 8 tháng 3 cho chị em phụ nữ. Tôi thấy phụ nữ hơi được nhiều ngày được chúc mừng. Tất cả những ai đang làm mẹ, đứng dậy cho hội thánh chúc mừng bạn. Đang làm mẹ. Là đang làm mẹ. Là hallelujah. Hãy vỗ tay chúc mừng những con người này. Amen, 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 amen. Xin mời anh chị em ngồi. Dạ. Hallelujah. Chúa ban phước cho các bà mẹ. Có một câu kinh thánh tôi tặng các bà mẹ trước khi chúc mừng những người khác. Câu kinh thánh quan trọng lắm. Lời kinh thánh nói về một con người mục sư của hội thánh mấy ngàn người tại Ê-phê-sô. Phao-lô viết cho ông ta như sau này: ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong nội ít bà nội con và trong ơn ít mẹ con, ta chắc chắn rằng nay cũng ở trong con nữa. Đọc lại này: ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong nội ít bà nội con và trong ơn ít mẹ con, ta chắc chắn rằng nay cũng ở trong con nữa. Hỡi những người phụ nữ ngồi tại đây, những người đang là mẹ, những người sẽ là mẹ, bạn rất là quan trọng. Dường như người mẹ ảnh hưởng tới con cái nhiều hơn cả bố nữa. Hôm vừa rồi tôi vào đón cậu con đến cái nhà trẻ, nhìn thấy một cậu thanh niên đá bóng. Con tôi bắt bóng rồi mấy thằng bạn đuổi theo bóng. Tôi nhìn cái anh chàng thanh niên đó, lòng cảm ơn Đức Chúa Trời và cảm ơn cái anh ta. Dọc đường về tôi nói: em à, anh rất là cảm động khi thấy cậu là thầy dạy trẻ. Vì tôi thường nghe cô nuôi dạy trẻ, chỉ đi ít khi được nghe thầy dạy trẻ. Có thể giáo viên cấp 1 có, giáo viên cấp 2 có, nhưng thường mẫu giáo ở nhà trẻ không thấy nam. Mà cái lứa tuổi 4 tuổi lại rất cần có nhìn thấy đàn ông trong nhà trẻ. Rất nhiều những thanh niên bây giờ trở thành nữ muốn đổi giới, chỉ vì cuộc sống của nó thấy nữ nhiều quá mà nam giới quá ít. Nhỏ chỉ thấy mẹ nó ở nhà chăm sóc nó thôi, bố ở đâu, hình bóng đàn ông, những xử lý tình huống trong gia đình không thấy. Đứa con trai đó nó chỉ nhìn thấy mẹ nó bên cạnh, những điều gì tốt xảy ra với nó chỉ có người nữ mang tới thôi. Mẫu giáo là cái tuổi mà nhận thức còn đang yếu, nhưng cái ý thức hệ từ bên trong, cái cảm nhận được, nó nhìn thấy. Ở trường mẫu giáo toàn các cô giáo, vào cửa hàng cô giáo bán kem cho nó, ở đâu cũng thấy nữ, mà nam giới chỉ thấy những người uống say rượu nằm ở ngoài đường phố. Bởi vậy cho nên đứa trẻ nó bị ảnh hưởng tâm sinh lý nhiều. Bạn ơi, khi nhìn thấy thanh niên dạy trẻ đó, tôi lòng cảm phục
Và tôi nói rằng, nhưng anh ơi, người ta làm nhà trẻ như vậy, đàn ông đó, ít lương lắm, làm sao nuôi nổi vợ con. Tôi thầm cảm phục. Và xin Chúa cho, nếu như chúng ta phải thay đổi, thì cần phải tăng lương cho những người mà nam thanh niên mà dạy trẻ ở trường mẫu giáo và nhà trẻ. Bởi vì ở đó con của tôi rất cần nhìn thấy các chú thay tã cho nó, các chú cho nó bú, các chú cho nó ăn, và các chú xử lý tình huống khi mà chúng nó cãi nhau trong mẫu giáo, không phải chỉ có các cô. Amen. Ở đây Phaolô nói với Timôthê rằng đức tin của ông ta được ảnh hưởng từ mẹ, từ bà nội. Bởi vậy cho nên hỡi những người làm mẹ, hỡi những người làm bà, hỡi những người sẽ làm mẹ, 99% ảnh hưởng tính cách của con bạn nằm trong tay của bạn vậy. Salomon nói rằng cái cây đổ về hướng nào, nó nằm im chỗ đó cho tới khi mục. Tính cách của con bạn ảnh hưởng vào 4 năm đầu tiên khi bạn đẻ con của bạn lúc đầu đó. Bởi vậy cho nên hỡi những người làm mẹ, vai trò của bạn quan trọng lắm. Amen. Amen. Muốn hỏi, những bác học lỗi lạc, những tổng thống, có người nào không cần sinh ra từ người nữ không? Có người nào sinh ra không cần người nữ không? Không, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên các bà rất quan trọng. Chúng ta hãy vỗ tay cảm ơn Chúa với các bà mẹ. Amen. Hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. Cái đấy cho cả những người mẹ mà hôm nay không có mặt tại đây. Có những người hôm nay họ phải ở nhà để bán hoa cho những bà mẹ khác. Họ không được tặng hoa, hoặc họ bị lãng quên. Họ phải làm việc bán hoa hay bán đồ ăn cho những người chồng mang vợ tới quán ăn đó để phục vụ, cho những người chồng mua hoa của người mẹ bán hoa đó mang về tặng mẹ của con họ. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy thông cảm, đừng chỉ trích, đừng phán xét bất kỳ một con người nào mà ngày hôm nay vì lý do đó mà không tới được hội thánh. Bạn đừng bao giờ nhìn thấy một sự việc này và đánh giá cả bản chất của họ. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói, hội thánh này nhất định không bao giờ có linh xét đoán. Nếu như bạn đến đây lần đầu tiên trong hội thánh thì bạn là người mà chúng tôi chờ đợi. Ngồi tại chỗ của bạn, chỉ cần bạn giơ cánh tay của mình lên, chúng tôi có món quà gửi tặng tới bạn ngay bây giờ. Cảm ơn Chúa. Hay vô tay cảm ơn Chúa. Ai nữa không? Lần đầu tiên tới hội thánh có món quà gửi tặng. Còn ai nữa đây có món quà gửi tặng? Hãy vô tay cảm ơn Chúa. Ở phía kia chị đã được nhận món quà chưa? Rồi à, chúng ta hãy vỗ tay cho hai con người này. Amen, hallelujah. Chúc mừng anh, chúc mừng chị. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi nhớ 22 năm trước, cũng giống như anh đây và chị đây, đến hội thánh tại Ukraine, họ chờ đợi, họ nhìn tôi với con mắt khác hẳn với những người Nga ngoài đường phố khác. Và cái đó là cái cảm động lòng của tôi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì vừa rồi chúng tôi có 2 ngày đến thăm ba mẹ tôi tại Halle. Và tại nơi đó chúng tôi có nhiều thời gian tâm sự được với mục sư trưởng của Việt Nam Truyền Giáo là mục sư Lê Văn Dinh. Và lòng của ông muốn nhắc nhở tới anh chị em tại Berlin, ông rất là mong muốn hội thánh tại Berlin có 1.000 người. Ông rất là mong muốn tại đây có tòa nhà mà hội thánh chúng ta nhóm lại hơn 1.000 người trở lên, chứ không phải chỉ nhờ hội thánh người Nga tại đây. Ông rất là mong muốn đổ thời gian sức lực để mà cùng với chúng ta hướng tới hội thánh hơn 1.000 người, không phải chỉ tại đây mà còn nhiều nơi khác nữa. Bởi cho nên chúng ta cần phải tin vào Đức Chúa Trời, vì Ngài tin bạn, cho nên bạn hãy tin vào bạn nữa. Có nhiều khi sự mặc cảm của chúng ta đã hạn chế chúng ta rất là nhiều. Phải chăng vì chúng ta nghĩ quê hương tôi đất mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày trên sỏi đá, vì quá nghèo và khổ nó ăn vào đường gân thớ thịt và suy nghĩ của chúng ta vậy. Cho nên chúng ta cái gì cũng thấy nghèo, cái gì cũng thấy khổ, và xuất hiện một nếp nghĩ tiêu cực trong đầu của mình. Bất cứ một điều gì, cái khổ đó nó làm cho chúng ta bị thôi chụt, cái khó đó
không phải ló ra cái khôn, mà cái khó đó nó bó chặt cái khôn của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Kết thúc bài giảng ngày hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho anh chị em về tài chính. Đề tài ngày hôm nay của tôi, nó có tên dựa trên câu hỏi: giàu có phải chăng là tội lỗi? Hãy cùng tôi dở sách Mác đoạn 10. Ai là người ngồi tại đây mà bạn thực sự trong lòng muốn mình giàu có, giơ tay tôi xem nào. Có một số người không giơ, tôi hỏi lại. Ai là người ngồi tại đây mà mong muốn rằng mình nghèo khổ, giơ tay tôi xem nào. Hỏi lại, ai là người tại đây muốn mình giàu có, giơ tay tôi xem nào. Đó, như vậy hầu như tất cả rồi đấy. Hãy cùng tôi giờ sách Mác đoạn 10. Đây là đoạn kinh thánh, câu chuyện mang rất nhiều sự tranh cãi nếu như bạn không hiểu đúng ý nghĩa sự dạy dỗ mà Chúa dạy trong đoạn kinh thánh này. Sách Mác đoạn 10 câu 17 trở đi này. Ngài đang đi ra, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng: sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Ngươi thưa rằng: lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Giêsu ngó người mà yêu. Câu 21, Đức Chúa Giêsu ngó người mà yêu nên phán rằng: ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi bán hết gia tài mình, đem thí cho người nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người này giàu dĩ về lời đó, đi ra rất là buồn bã vì có nhiều của lắm. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ngó xung quanh mình mà phán cùng môn đồ rằng, đây là câu gây sự tranh cãi và khó hiểu này: người giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là giường nào? Người giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là giường nào? Và không phải chỉ khó hiểu cho tôi và bạn, mà nó cũng khó hiểu cho những người mà Chúa vừa phán mà họ được nghe thấy. Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Vì sao lạ? Tí nữa chúng ta sẽ được biết. Họ cũng lạ, tôi và bạn lạ hơn. Nhưng có vô số những người họ lại khoái câu này, bởi vì được bữa để đánh hội đồng bọn giàu. Diệt địa chủ cường hào ác bá, tìm được bằng được 5% địa chủ để diệt. Môn đồ lấy mấy đời đó làm lạ, nhưng Đức Chúa Giêsu lại phán rằng: hỡi các con, những kẻ cày sự giàu có. Hãy nhắc lại cùng tôi từ cày. Ồ, đừng quên, đừng thiếu và đừng bỏ qua cái câu duy nhất này. Câu cày. Thế nào là cày? Cày, nó là cày. Ai mà chả hiểu câu này. Bạn đã từng cày bố mẹ. Bạn đã từng nói: chó cày gần nhà, gà cày gần chuồng nhá. Từ cày dễ hiểu lắm. Nhưng vì nó nằm ở trong câu kinh thánh này, bỗng nhiên nó trở thành khó hiểu. Nó khó hiểu không phải bởi vì nó khó hiểu, mà nó khó hiểu bởi vì chúng ta bị cái định kiến nghèo là thánh sạch trong đầu. Nó ủng hộ sự nghèo khổ của mình để đánh hội đồng về sự giàu có. Cho nên dường như bạn bịt mắt và không muốn hiểu từ thế nào là cày. Hỡi các con, những kẻ cày sự giàu có mà vào nước Đức Chúa Trời khó là giường nào? Lạ nhỉ. Chúa Giêsu nói cày sự giàu có vào nước trời. Như vậy dường như những con người đang đứng bên cạnh Ngài lúc đó, họ dùng sự giàu có giống như một tấm vé vậy. Lạ nhỉ? Đúng, lạ lắm. Nó lạ cho chúng ta sống thời kỳ này, nhưng không lạ với những con người Do Thái sống thời đó. Người Do Thái sống thời đó mà Chúa Giêsu nói rằng sẽ có một ngày người ta dùng Facebook, sẽ có một ngày người ta gọi điện thoại không dây, thì họ sẽ thấy làm lạ như tôi và bạn lạ câu kinh thánh này vậy. Nhưng ngày hôm nay, khi chúng ta nói chuyện với nhau qua điện thoại không dây, chúng ta không còn lạ. Nhưng nếu câu nói đó 20 thế kỷ trước, thì họ cũng lạ như tôi và bạn lạ câu kinh thánh mà Chúa vừa nói: kẻ giàu, kẻ gầy sự giàu có vào nước trời khó hơn lạc đà trôi qua lỗ kim. Hãy nhắc lại cùng tôi: cày sự giàu có.
Nhưng Chúa Giêsu lại phán rằng: hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước trời khó là dường nào? Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Wow, hay quá. Chúng ta cùng nhau dâng cao khẩu hiệu vô sản. Chúng ta cùng dâng cao khẩu hiệu diệt bọn ma kiến. Bởi vì Chúa nói này: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ lại càng lấy làm lạ. Nếu mà họ đang là những người chạy xe ôm hoặc ăn xin, họ sẽ nói muôn năm, muôn năm, muôn năm. Nhưng ở đây họ lại càng lấy làm lạ. Bởi vì Chúa đang đưa một cái giáo lý mà hoàn toàn chống ngược lại lẽ sống của họ vậy. Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ, môn đồ lấy làm lạ mà nói cùng nhau rằng: vậy ai được cứu, Chúa ơi? Vậy ai được cứu? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà rằng: sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thể, vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Nếu bạn và tôi xem lại cựu ước trong sách Phục Truyền đoạn 28, tí nữa chúng ta sẽ quay trở lại đoạn kinh thánh này, nhưng mà chúng ta cùng nhau xem Phục Truyền đoạn 28, lời Chúa hứa với những người Do Thái như thế nào: kẻ nào nghe lời ta và làm theo thì có những phước này sẽ tới với các ngươi. Chúng ta cùng nhau xem trên màn hình này: Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi. Cho nên tại sao mà Việt Nam bị bão nhiều thế? Ngày mai gặt rồi mà hôm nay trắng đồng. Tại sao sự khác biệt giữa người Do Thái họ được phước, những chuyên gia trồng cà chua Do Thái sang Việt Nam nói rằng: chúng tôi muốn giúp Bộ Nông nghiệp Việt Nam tăng sản lượng cà chua gấp 4 lần, 5 lần. Những con người nông nghiệp tại Do Thái họ sang bên Pháp, ký hợp đồng mua đất của Pháp, mua khoai tây của Pháp. Họ mang đất trở về dài trên đồi trọc của họ, trồng khoai tây giống của Pháp, và họ thu hoạch khoai tây mang xuất khẩu cho Pháp. Tôi và trưởng lão Vượng cùng với gần 10 con người tại đây đã sang Jerusalem, sang Trung Cận Đông, sang Israel. Bạn nhìn thấy những đồi trọc, khi mà hỏi ra chủ nhân của nó là những người Palestine. Còn bên cạnh đó những cái đồi mà cỏ mọc, những đồi mà nho mọc, chuối từ ngọn đến gốc vậy. Đúng không Vượng? Tôi không nói sai nhau đúng không Cẩn? Tôi bảo sao mà cái loại chuối gì mà kinh khủng thế này, mà chuối mắc màn nhá. Chuối nào cũng được mắc màn hết. Chuối được uống nước hàng ngày theo đúng chu kỳ. Trong khi nắng ấm ấm như vậy, cả mấy chục ngàn hecta họ mắc màn cho chuối hết. Cứ đúng giờ nước phun thẳng vào gốc, tiết kiệm nước mà cây vẫn ok được nước, chuối mọc. Cái gì? Không phải bởi vì họ đương nhiên họ thông minh từ đâu? Phước của Chúa làm họ thông minh. Trong khi dân Palestine vẫn ăn xin. Chúng tôi đi bước chân sang bên kia khu phố của Ả Rập là mùi kiểu khác rồi. Rút chân về đường phố của Do Thái nó là đường phố kiểu khác rồi. Vì sao? Có một thành phố đó, khu này của Ả Rập hôi thối bẩn thỉu, ruồi muỗi. Bên này phố của Do Thái, tại sao? Nó không phải ở thế giới bên kia nhá, nó ở trong một thành phố. Sự khác biệt nằm ở chỗ bắt đầu từ đây và bắt đầu từ trời. Chúa nói Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi. Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Tiếp theo, nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài y như Ngài đã thề cùng ngươi. Tiếp theo, muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va và chúng nó sẽ sợ ngươi. Bạn thấy không? Có một nhóm người lập quốc chưa được 60 năm, thế mà năm quốc gia Ả Rập đến bây giờ vẫn chưa bóc mũi được Israel. Tiếp theo,
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dữ dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được sinh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ ngươi đã ban cho ngươi. Anh chị em ở Việt Nam chúng ta có câu hát, có câu thơ rằng bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Một câu khác nói với anh chủ nhiệm là vắt nước hay gì đó, vắt đất ra nước gì đó, hay là thay trời làm mưa, rồi sau cuối cùng là không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta mà đói vẫn cứ đói. Còn bên kia đó, họ làm 6 năm đến năm thứ 7 cho đất nghỉ, không có làm gì hết ạ. Cho nên đại biểu Nguyễn Lân Dung đã phát biểu trên Quốc hội Việt Nam rằng chúng ta cần phải xem lại cách sử dụng đất, mà biến đất trồng trọt, bờ sôi ruộng mặt trở thành đất công nghiệp và sân gôn. Nửa hecta tại Trung Quốc cần phải có chữ ký của phủ, của phó thủ tướng chính phủ. Còn Việt Nam chúng ta cứ cho thoải mái. Ông giải thích vì sao? Ông nói rằng ở trong đất trồng trọt có một loại phân của vi sinh vật ăn đất mùn để nó sản sinh ra loại đất gọi là đất gì? Có thành phần cấu tượng. Ở trong thành phần cấu tượng này, đó là phân của vi sinh vật, nó giữ chất ẩm và oxy để mang cho cái chất dinh dưỡng cho cây, cho thóc. Và cái này cần phải 15 năm đến 50 năm mà chúng ta biến trở thành đất công nghiệp và giết chết hết vi sinh vật, dùng hóa học giết hết vi sinh vật. Thời gian đất càng ngày gọi là rừng vàng, biển bạc không còn gì nữa, mặt vàng cả ra mà không thấy lúa và thóc. Đất ở nông thôn của bạn bây giờ không còn óng mượt và mật mỡ nữa, mà nó sao mà nó bạc như vậy, trồng mà không thấy kết quả, bởi vì không được ban phước. Còn lời của Chúa nói rằng, ta nói với ngươi, đó trong Cựu Ước nhá, ngươi hãy trồng đất trong 6 năm đến năm thứ 7 cho đất nghỉ. Bạn đã đọc câu đó chưa? Vi sinh vật nó được nghỉ ngơi để tạo ra đất mùn. Thật ra nếu như bạn ăn một bát cơm trong đất đó nhá, no bằng 10 bát cơm, ăn cái kiểu không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta. Sản lượng nặng đấy, nhưng chất ở trong nó không có. Bạn đi toilet nhiều nhưng mà cơ thể của bạn không có chất dinh dưỡng. Amen. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Chúa ban phước. Amen. Tiếp theo, Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra. Hallelujah. Vì kho báu của Ngài đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. Đây là lời hứa dành cho người Do Thái. Bởi vậy cho nên nhiều chục thế kỷ, con cái của Abraham họ đã hiểu được rằng càng yêu mến Chúa thì kẻ đó càng được giàu có. Càng vâng lời và làm theo lời Chúa càng được giàu có. Một câu kinh thánh khác hãy cùng tôi dở. Bắt đầu đấy, kháng sinh bắt đầu vào trong tâm trí của bạn rồi đấy. Trận chiến bắt đầu xảy ra rồi đấy. Có một số người hay là ai đó nghe bài giảng này, bạn lại bảo một số Trần Mạnh Hùng đang đưa tà giáo vào à. Từ từ hãy đợi đấy, chưa xong bài giảng. Hãy nghe cho nó xong. Câu kinh thánh tiếp theo, Châm Ngôn đoạn 8 câu 17. Những kẻ yêu mến ta, hay là ta yêu mến những kẻ yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu có không phải sự nghèo khó nhá. Sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến nỗi hơn vàng ròng. Hoa lợi của ta quý hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình giữa các lối ngay thẳng. Lời Chúa nói tiếp, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Hai câu kinh thánh vừa rồi nói cho bạn và cho tôi biết rằng lúc mà Chúa Giê-xu được nghe một người thanh niên trai trẻ làm quan và giàu có chạy tới nói rằng làm thế nào để con được vào nước thiên đàng, Chúa đưa ra một số những lời khuyên. Ông ta nói rằng tôi làm được mọi sự từ nhỏ rồi. Chúa nói rằng còn thiếu một điều, hãy bán gia tài của mình đi phân phát cho kẻ nghèo. Ông ta đang thở tiền đấy. Ông nói rằng không được, mình giàu lắm, và buồn bã bỏ đi. Chúa quay ra lấy cái điều đó để dạy các môn đồ một bài học, thay đổi tâm trí của họ. Chúa nói rằng các con ạ, từ trước tới nay các con lấy thước đo yêu mến Chúa và ta yêu họ bởi sự giàu có. Đấy này,
họ lấy sự ban phước của Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu mến ta được giàu có, kẻ nào nghe và làm theo lời ta là được giàu có. Thật ra có rất nhiều người họ cậy sự giàu có là thước đo lòng yêu mến Chúa và Chúa yêu họ. Họ thấy rằng cái kẻ nghèo nó bị rủa xả, còn tớ giàu cho mày nha, Chúa yêu đấy. Cứ nhìn mình giàu là biết Chúa yêu mình đấy. Xin lỗi bạn, chưa chắc, chưa chắc. Đúng, cứ mèo là túm được chuột, nhưng bắt được con chuột chưa chắc nó phải là mèo. Ai đã từng bắt được chuột giơ tay tôi xem nào. Nhưng bạn đâu phải là mèo. Và nếu như bạn là mèo, xin lỗi vợ bạn lấy nhầm người rồi. Mọi người hiểu không? Thật ra đúng, yêu mến Chúa, làm theo lời dân của Ngài, chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho những lời của Ngài dạy. Nhưng ngược lại, giàu có chưa chắc đã phải là bởi Chúa yêu. Thế ra Chúa mới nói rằng, các con hãy cẩn thận, kẻ mà cậy sự giàu có là tấm vé vào nước trời khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Amen. Hãy vỗ vai người lên cho nói rằng hay. Cái đó là 2000 năm trước Cầu Kỳ Thánh Chúa dạy. Bởi vậy cho nên Cầu Kỳ Thánh này, Ngài không hề đập người giàu nhá, Ngài không hề khinh bỉ người giàu nhá, và Ngài cũng chả sợ người giàu. Chúng ta có những thái độ hoặc là đội người giàu lên vai, nịnh nọt. Hai là gặp thằng giàu hơn mình hơi bị đuổi, thành ra đập nó từ xa. Nó vừa ngó vào cầm được cầm dép là ném ngay vào mặt nó. Nếu mà mày mà chịu lụy tao để chui vào, còn không thì chuồn ngay khỏi để cho tao cảm thấy được tự do nói chuyện. Xin lỗi, chúng ta không phải là loại người như vậy. Amen. Giàu họ cũng là người, họ sở hữu tài sản, nhưng có nhiều điều khác họ không sở hữu. Bạn không có tiền không có nghĩa là bạn là người nghèo. Chúa đã đánh vào cái suy nghĩ của những người môn đệ đi theo Ngài. Họ đang cậy sự giàu có làm thước đo vì Chúa yêu tôi. Thế là Chúa nói rằng kẻ nào cậy sự giàu có vào nước trời khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Còn bây giờ, thế kỷ này, sau bao nhiêu năm sống trong chế độ bao cấp, tôi và bạn phải thay đổi tư tưởng. Giống như Chúa đã thay đổi tư tưởng của những người môn đồ của Ngài ngày xưa, thì tôi và bạn phải thay đổi tư tưởng bây giờ này. Sẵn sàng nghe chưa? Bạn đã sẵn sàng nghe chưa? Đây là một cuộc cách mạng trong tâm trí của mình, vì lời Chúa nói rằng Chúa muốn cho chúng ta được thịnh vượng trong mọi sự, được khỏe mạnh về thân thể, cũng như sự khỏe mạnh, sự thịnh vượng trong tâm trí của tôi và bạn vậy. Thế ra tôi và bạn phải thay đổi tâm trí của mình qua lời của Ngài ngày hôm nay. Tôi và bạn đang sống trong một thời kỳ chúng ta cần phải thay đổi. Giàu bị đả phá, mặc dù ai cũng muốn giàu. Nghèo được tôn sùng, mặc dù người nào cũng ghét nghèo. Trong thơ, trong phim, trong truyện, luôn luôn đập người giàu và luôn luôn xây dựng người nghèo là người đạo đức. Mọi người hiểu không? Tất nhiên có. Nhưng mà văn học và phim, thơ, họ đưa quá nhiều những chuyện tồi tệ về những người giàu. Có câu nói: đói cho sạch, rách cho thơm. Cái đó không phải chỉ dành cho người nghèo nhá, dành cả cho người giàu nữa. Bạn có là triệu phú vừa rồi, Bill Gates đã viết lá thư kêu gọi hơn 300 tỷ phú của Trung Quốc: đừng có chỉ giàu cho bản thân, mà hãy chăm lo cho người nghèo nữa. Mới có nhiều bài báo nói rằng triệu phú không đồng là như vậy nữa. Họ dâng toàn bộ tiền để giúp đỡ những người nghèo khổ. Thật ra Bill Gates đói mà rất là sạch. Ông ăn no mà vẫn sạch. Ông rách thơm và mặc quần áo đẹp vẫn thơm. Chứ không phải là mặc quần áo đẹp để mà danh bị thối. Tố Hữu ngày xưa có một bài thơ viết DDM, nói về một cháu bé tên là Phước, mồ côi đi ở đợ, bị đàn áp, nhà chủ chửi bới. Bạn đã đọc bài thơ DDM chưa? DDM can đảm bước chân lên. Ừ, đói khổ đâu phải là tội lỗi. Ông đang nói đói khổ không phải là tội lỗi, còn giàu là tội. Nó đi vào đầu rồi. Một bài thơ khác nói rằng
ai bảo chăn trâu là khổ. Dường như họ gieo vào, cái đó không phải là tôi. Nhưng dường như chúng ta chỉ nhìn và nghe một phía như vậy, và đầu chúng ta bị nhiễm. Giàu có một gì đó nó ghê ghê, giàu có một điều đó luôn luôn bên cạnh những điều thất đức. Văn học xây dựng về hình ảnh lão hạc ôm con chó vàng đói lắm nhưng không thể giết nó được, không thể bán nó được. Đạo đức sẵn sàng chết đói nhưng không thể phản bội con chó là bạn của mình, trong khi cái bọn có tiền cứ dình trực vàng ơi ra đây để tao thịt. Rồi chị giàu đi ở đờ, còn phú ông già như vậy mà còn dê dẩm. Cuối cùng con người đạo đức đó chạy ra khỏi cửa nhà tên phú nô hộ đó, trong một bầu trời tối đen như mực đêm 30, như tương lai tối ò của bà vậy. Chị giàu là một người nghèo khổ mà giữ cuộc sống đói cho sạch, rách cho thơm. Còn kẻ giàu lại ác quá. Bỗng nhiên những mẩu chuyện nhỏ nhỏ như vậy được gieo vào đầu chúng ta. Sao mà bọn giàu ác thế, bọn giàu ác thế, bọn giàu ác thế. Và từ sâu thẳm trong tiềm thức của tôi và bạn, những loại như thạch xanh đó là phải diệt tận gốc. Thà à, Lý Thông không phải thạch xanh. Lý Thông. Ai đã từng xem bộ phim dài tập 35 tập của đạo diễn Vũ Ngọc Đăng, giơ tay tôi xem, bỗng dưng muốn khóc. Một bộ phim gọi là hàng hot của giới trẻ. Một cô gái thật là nết na, có tên là Diễm Trúc, mồ côi đi bán sách báo. Từ nhỏ 20 năm bán sách báo cũ, luôn luôn mặc áo, không được đi học, mặc áo học trò trắng. Đúng giờ cô đạp chiếc xe đạp ở trong một cái chỗ trọ mà người ta chuẩn bị đập phá rồi, xong nó đẹp lắm, đẹp hơn cả nhà phòng khách nhà tôi cơ. Cô trong đó, cô quần áo không có máy giặt mà cái áo trắng cô không bao giờ bị bẩn. Cứ đúng giờ các bạn đạp xe đến trường, cô cũng đạp xe đi bán sách cũ, nhưng mà đi cùng với đoàn học trò áo tà áo trắng đó. Cô là một người giỏi toàn diện, biết chi tiêu, biết đầu tư, biết mua đoạn nào, biết chống lại bọn cướp. Dường như một người nghèo đó mà lại được một lão nhà giàu nhờ giúp, dạy giúp hộ con tôi cái. Có thằng con không làm lụng cái gì hết á, Bảo Nam nó chả làm cái gì hết á. Bố mẹ giàu nứt đổ đổ vách không dạy được thằng con, thành nhờ cái cô mồ côi đi bán sách báo cũ dạy họ. Và bỗng nhiên 35 tập đó, gần 35 tiếng tấn công tâm trí của tôi và bạn. Tất nhiên không ai phê phán cái điều đẹp đó, nhưng một mặt trái của nó đã gieo vào đầu của bạn ghét bọn nhà giàu. Và hãy lắng nghe tôi nói này, bạn ghét điều gì, điều đó sẽ xa lánh bạn. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Bạn không thể bắt chước được người thành công bằng cách chọc gậy bánh xe của họ. Bạn không thể bắt chước được người thành công nếu như bạn là kẻ phản bội họ. Bạn không thể giống được họ nếu như bạn xì vả và chống lại họ. Ma quỷ đã dụ dỗ Adam và Eva, hãy chống lại Đức Chúa Trời đi để ngươi trở thành giống như Đức Chúa Trời. Và kết thúc của câu chuyện, họ đã ăn chay cấm đó và phạm tội đánh mất sự vinh hiển. Bởi vậy cho nên, hỡi con cái Đức Chúa Trời, nếu Chúa Giêsu có mặt tại đây ngày hôm nay thì Ngài nói rằng vào thế kỷ này, tại chỗ này, con cái Việt Nam này, thì kẻ nào cậy sự nghèo đói vào nước trời khó hơn bò chui qua lỗ kim. Mọi người hiểu không? Kẻ nào cậy tài đức vào nước trời khó hơn trâu chui qua lỗ kim. Bất cứ một ai ngồi tại đây mà cậy cái gì của bạn làm vào nước trời khó hơn voi chui qua lỗ kim. Chúng ta chỉ cậy danh của Ngài, cậy đức tin, ân điển của Ngài được cứu thôi, chứ không cậy cái gì của chúng ta cả. Thành ra cậy sự giàu có vào nước trời cũng khó, mà cậy sự nghèo khổ vào nước trời cũng khó. Bạn ơi, hãy thay đổi tâm trí của mình ngày hôm nay. Amen. Hãy quay sang người vỗ vai, nói với họ rằng cần phải thay đổi. Ừ, đói khổ đâu phải là tội lỗi. Ngày hôm nay giàu có cũng không phải là tội lỗi nữa cơ. Hãy cùng tôi dở
Timothée 1 đoạn 6, tôi chuẩn bị kết thúc bài giảng. Lời Chúa dạy trong đoạn Kinh Thánh này, nó không phải nghèo là tội, không phải giàu là tội. Và sự tôn kính, sự tin kính chứ không phải tôn kính. Bản viết tiếng Việt nó bị nhầm. Và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Nhưng vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Tiếp theo, còn như kẻ muốn lên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Ai là người muốn lên giàu có, giơ tay tôi xem nào. Dũng cảm. Đọc câu này nhiều người họ sợ không dám giơ tay. Tôi đang định mắc lừa bạn, hóa ra bạn vẫn giơ tay bình thường. Hiểu câu này, thế nào là kẻ muốn lên giàu có, ắt rơi vào sự cám dỗ? Nó phải có động cơ từ câu số 10 kia kìa. Ai mà chẳng muốn lên giàu có? Giàu có để đi truyền giảng tốt hơn, có nhiều cơ hội để đi truyền giảng, không phải lo lắng đủ mọi thứ. Nếu được chọn hầu việc Chúa, Chúa bảo bây giờ cho ngươi hầu việc ta trong sự giàu có, hầu việc ta trong sự nghèo khổ, bạn chọn cái gì? Rõ rồi, chúng ta không giả hình. Amen. Còn nếu Chúa nói rằng, con à, không còn điều lựa chọn nào khác, hầu việc ta, con phải chịu cực khổ, con phải chịu nghèo khó, con bị đánh đập và thậm chí mất mạng nữa. Còn nếu không hầu việc ta, ngoài thế gian con sẽ được giàu có, bạn lựa chọn cái gì? Tất nhiên rồi. Còn nếu Chúa nói hai sự lựa chọn đó đều như nhau, yeah, chúng ta hãy thành thật với nhau chút đi. Thành ra cái việc mà muốn lên giàu có này là bởi vì động cơ của nó là sự tham tiền bạc, là cội rễ của mọi điều ác. Từ bản luận của Marx có nói rằng tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Tiền bạc không phải cội rễ của mọi điều ác, mà sự tham tiền mới là cội rễ của mọi điều ác. Amen. Tôi nói như vậy để cho nhiều người ngủ gật giấc mình đấy. Sự tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Và bây giờ tôi hỏi anh chị em, tham tiền này có tha cho ai không? Tôi thấy có đúng một loại người không hề mắc tội tham tiền, còn lại tất cả, kể cả triệu phú, cho tới một người lái xe ôm, một loại đang ngồi phía dưới ở trong vòng tay mẹ chúng nó kìa, đây là loại không mắc tội tham tiền. Chúng nó cần bố mẹ, ở trong bố mẹ nó là có đủ mọi nan đề được giải quyết. Không có mẹ là chết, mà có mẹ không sao. Còn thiếu tiền hay là bị trục xuất là việc của bố mẹ phải lo, còn mình cứ cười thôi. Trong khi bố mẹ bị trục xuất, công an áp tải còng tay đưa ra sân bay, nó vẫn bú mẹ bình thường vui vẻ. Mẹ thì khóc lóc nước mắt chảy, nó vẫn tươi cười vui vẻ, miễn là mẹ cứ ở cùng. Bởi vì nó biết được rằng mẹ chết mình sẽ chết, mẹ sống ngày nào mình còn sống ngày đó, chả vì gì phải lo. Thành ra bọn trẻ con này mới không mắc tội tham tiền. Và Chúa nói, các con là con của ta, các con có thể thắng được tội không tham tiền, bởi vì ta luôn ở cùng các con. Bởi vậy cho nên, hãy lắng nghe này, hãy lắng nghe này, có rất nhiều khi chúng ta rất cố gắng trưởng thành thuộc linh để vào nước trời, nhưng mà nguyên tắc của nước trời lại khác. Phải giống như trẻ con cơ. Chúng ta cố gắng trở thành người lớn để mà được vào nước trời, thì Chúa lại dạy rằng, không, các con nhầm rồi. Các con cần phải cố gắng trở thành trẻ con. Đứa nào, ai mà có đức tin như đứa trẻ này thì mới được vào nước trời. Đức tin đơn sơ như vậy đó. Hãy trông cậy vào Ngài. Amen. Bởi cho nên sự tham tiền này không tha bạn đâu. Bởi vậy cho nên đừng đổ tội cho kẻ giàu mới tham tiền. Còn người mà không có đồng nào tránh khỏi sự tham tiền. Bạn cứ hỏi cái ông mà đang nợ, đang bị lùng bắt để mà phạt nợ đấy, là biết ngay ông ước ao cái gì. Tối ngủ ông ước ao cái gì? Ông còn ước ao lý ra nhìn thấy ai rơi một cục tiền thì ông đi ông giả nợ, ông nhặt ông đi giả nợ đấy cả. Yeah. Thành ra là chúng ta nên thật là chân thực, chân thành chút. Chưa chắc tỷ phú mắc tội tham tiền, nhìn cái hành động của họ thì biết đấy. Họ để lại cho con của họ mấy chục triệu thôi, còn 53 hay là 71 tỷ ông viết chuyển thẳng vào một ngân sách để giúp đỡ những người mà nghèo khổ trên thế giới này. Bill Gates đấy, ông kêu gọi gần 100 các tỷ phú khác tham
tham dự vào chương trình đó. Bởi vậy cho nên anh chị em, giàu chưa chắc mắc tội tham tiền, nghèo cũng chưa chắc thoát được tội tham tiền. Bởi vậy cho nên hãy cùng nhau nhìn nhận, phải nhìn vào Đức Chúa Trời. Amen. Amen anh chị em. Bài học ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Chúa dạy ai cậy sự giàu có vào nước trời, kho lạc đà chui qua lỗ kim, nó là như vậy đó. Còn bạn ở đây cần phải giải phóng khỏi đầu mình tư tưởng nghèo đói là thánh. Nếu ai cậy sự nghèo khổ đói vào nước trời, người đó còn khó hơn cả bò chui vào lỗ kim nữa. Sự tham tiền là cội rễ của mọi điều ác, chứ không phải là tiền là cội rễ của mọi điều ác. Người triệu phú không mắc tội ăn cắp giết người khác để lấy tiền, nhưng vô số nhan nhản trên báo kìa viết những người mà thiếu học, viết những con người thiếu tiền về nhà giết mẹ giết bà để lấy tiền đi trích hút. Bởi vậy cho nên anh chị em, chúng ta cần phải nhìn vào bản chất sự việc. Sự tham tiền mới là điều quan trọng. Amen. Để thắng được nó, câu kinh thánh Matthew mà trong bài giảng không có, thầy Gia Long có thể bật lên và có thể không cần sách Matthew mà tôi đã đọc đầu tiên đó. Lời Chúa nói rằng trước hết mọi sự hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, thì mọi sự khác Ngài sẽ ban cho. Mời anh chị em đứng dậy nào. Hallelujah. Anh chị em nhận được điều gì ngày hôm nay không? Nhận được điều gì ngày hôm nay không anh chị em? Hãy nhớ cần phải được giải phóng. Con cái những người mà đi hầu việc Ngài, Phêrô, Giăng, Gia Cơ, họ nghe Chúa nói rằng kẻ giàu vào nước trời khó hơn lạc đà chui vào lỗ kim. Họ rất lấy làm lạ. Vì sao? Bởi vì họ là những người giàu. Họ là những người giàu. Thế ra họ mới làm lạ. Thế ra Chúa mới dạy rằng cậy. Và ngày hôm nay chúng ta không thể cậy bất cứ một điều gì tốt từ bạn được. Trước hết mọi sự hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, thì mọi sự khác Ngài sẽ ban cho. Tôi muốn chúng ta cùng nhau nhắm mắt lại. Đứng tại chỗ của bạn, bạn hãy xem lại, dò xét lại qua lời của Ngài, suy nghĩ của bạn. Bạn đã lúc nào cảm thấy vui khi mình nghèo không? Tôi không nói là thỏa lòng nhé. Vui đây đang nói về tâm trí của bạn. Bạn thấy rằng nghèo nhưng mà đạo đức hơn người khác, nghèo nhưng mà thánh hơn người khác. Xin lỗi, hãy xem lại tâm trí của bạn. Tiền không phải là tội lỗi. Tiền nó chỉ là một phương tiện giúp cho bạn thực hiện cái gì bạn ước mơ trong lòng thôi. Nếu ước mơ tồi, có tiền bạn sẽ thực hiện nó. Nếu ước mơ tốt ở trong lòng, có tiền bạn sẽ thực hiện nó. Bởi vậy cho nên tiền không hề có tội gì hết. Sự giàu có không hề có tội gì hết. Bạn cần phải giải phóng khỏi tâm trí của bạn tư tưởng nghèo đói. Tư tưởng nghèo đói. Tư tưởng nghèo đói. Tư tưởng thất bại. Tư tưởng tủi thân. Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Hãy giúp cho con nhận biết lời của Chúa trong phục truyền đoạn 28 vừa rồi, trong châm ngôn mà con vừa nghe vừa rồi, để con biết yêu mến Ngài, nghe và làm theo lời của Chúa. Khi bạn nhận biết được điều đó rồi, hãy giơ cánh tay của mình thật cao lên. Tôi muốn cầu nguyện cho bạn để có những tư tưởng sai lầm mà bởi ma quỷ gieo vào đầu bạn. Thế gian thì tôn sùng tiền bạc là thần tượng. Họ nói tiền là tiên, tiền là thước đo của lương tâm, tiền đáp ứng mọi sự. Còn tôn giáo thì la hét rằng tiền bạc là tội lỗi. Lời Chúa nói không phải như vậy. Sự tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Trước hết mọi sự hãy tìm kiếm nước trời, tìm kiếm Ngài và sự công bình lời của Ngài, thì mọi sự khác Ngài sẽ ban cho, trong đó có cả sự giàu có nữa. Cha của bạn và tôi không thể ban cho bạn điều khiến bạn phạm tội được, nhưng điều khiến cho bạn phạm tội đó là động cơ trong lòng của bạn. Chúng muốn thay đổi động cơ đó trước khi bạn được nhận tiền. Đó là tìm kiếm nước trời và sự công bình là lời của Ngài để bạn được thay đổi. Khi bạn được thay đổi và có Ngài rồi thì tiền tới, bạn mới biết cách sử dụng nó. Ô tô đẹp, bạn mới biết cách sử dụng nó. Nhà cao cửa rộng, bạn mới biết cách sử dụng nó. Tòa nhà hơn 1.000 người nhóm tại Berlin này, bạn mới biết cách sử dụng nó. Bạn lớn lên gần nào,
thì sự giàu có của bạn lớn lên gần đó. Bạn lớn lên gần nào trong tính cách của bạn thì số tiền trong công tô của bạn lớn lên gần đó. Ơi bạn ơi, bạn lớn lên gần nào trong tính cách của bạn thì tài sản của bạn lớn lên gần đó. Tôi nài xin vào sự thương xót của Chúa ngày hôm nay, hãy giải phóng tâm trí của mình khỏi tư tưởng nghèo đói và sai lầm. Cha ơi, con đã làm xong việc cần phải làm ngày hôm nay. Lời Chúa được bung ra. Lời Chúa là sư tử của chi phái Giu-đa được bung ra. Đức Thánh Linh ơi, trong lời của Ngài có thần linh và sự sống. Hãy qua lời sống đó làm việc trong tâm trí của mỗi chúng con. Hãy cắn xé tất cả những tư tưởng thiếu hiểu biết, tư tưởng nghèo đói, tôn giáo trong đầu và tính cách của mỗi chúng con, để mỗi một con người tại đây trở thành kẻ giàu có nhờ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta nói với linh nghèo đói, hãy lui ra khỏi những con người này. Chúa Thánh Linh ơi, hãy gieo hạt giống của những kẻ giàu vào lòng những con người này ngày hôm nay. Hãy gieo hạt giống, hãy gieo hạt giống, hãy gieo những hạt giống của những kỹ sư, những luật sư, những bác sĩ. Hãy gieo hạt giống của những đại biểu quốc hội, của những nhà ngoại giao. Hãy gieo hạt giống của những thương gia giàu có, triệu phú. Hãy gieo hạt giống của những công nhân lành nghề. Hãy gieo hạt giống của những sáng chế, những phát minh. Hãy gieo hạt giống của những người phục vụ. Hãy gieo hạt giống của những nhà truyền giáo, những mục sư lớn. Hãy gieo hạt giống cho con cháu chúng con. Hãy gieo hạt giống cho chúng con cháu chúng con sẽ tiếp tục quản trị xã hội này. Oh, hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.